sàng lọc sơ sinh bằng phương pháp xét nghiệm lấy máu gót chân của trẻ hiện nay được rất nhiều ông bố bà mẹ thực hiện cho con yêu. Vậy sàng lọc máu gót chân giúp phát hiện những bệnh lý gì? Trẻ sơ sinh có cần thiết phải thực hiện xét nghiệm lấy máu gót chân hay không? 1. Sàng lọc sơ sinh lấy máu gót chân là gì? Lấy máu gót chân ở trẻ sơ sinh là thủ thuật đơn giản mà bác sĩ sẽ thực hiện bằng cách lấy một giọt máu ở gót chân của trẻ, sau đó thấm vào một loại giấy đặc biệt và bàn giao mẫu đến phòng xét nghiệm để thực hiện quy trình. Đây là phương pháp sử dụng kỹ thuật y khoa tiên tiến và hiện đại để xét nghiệm sàng lọc sơ sinh mà không nguy hiểm cho bé. Ngược lại, đây còn là phương pháp giúp phát hiện và điều trị sớm các chứng bệnh bẩm sinh liên quan đến chuyển hóa, nội tiết và di truyền của trẻ ngay trong những ngày đầu bé chào đời, đảm bảo cho trẻ có sự phát triển toàn diện và khỏe mạnh. 2. Tại sao phải lấy máu ở gót chân của trẻ mà không phải là bộ phận khác? Theo nguyên tắc y khoa, xét nghiệm máu có thể lấy máu tại bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể của trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, các chuyên gia đã chọn gót chân của trẻ để lấy máu vì đây là khu vực kém nhạy cảm nhất trên cơ thể. Do đó, khi lấy máu, trẻ sẽ ít gây cảm giác đau hơn. Đặc biệt, đây cũng là khu vực dễ lấy máu, đáp ứng đủ cho quá trình lấy mẫu xét nghiệm. Sàng lọc sơ sinh bằng phương pháp xét nghiệm máu gót chân giúp phát hiện những bệnh lý chuyển hóa hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm và gây ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển sau này của trẻ. Có những bệnh lý bẩm sinh, nếu được phát hiện sớm thì hoàn toàn có thể chữa khỏi bằng những phương pháp đơn giản như điều chỉnh chế độ ăn uống, dùng thuốc. Còn nếu bệnh được phát hiện muộn hoặc không được phát hiện sẽ lấy mất đi cơ hội được sống khỏe mạnh, bình thường, thậm chí tính mạng của trẻ. Do đó, việc sàng lọc sơ sinh là vô cùng quan trọng và cần thiết.